Thưa quý vị, Quảng Nam và Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tăng cường hợp tác phát triển, thể hiện vai trò kết nối vùng. Đây là thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tại hội nghị đánh giá tình hình hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua. Theo kết luận số 26 ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đồng thời bàn bạc ký kết nội dung hợp tác phát triển trong thời gian tới, được tổ chức tại huyện Duy Xuyên vào chiều qua ngày 25 tháng 4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường cùng chủ trì hội nghị. Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện kết luận số 26 về hợp tác hỗ trợ giữa hai địa phương. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác liên kết hợp tác hỗ trợ phát triển kinh tế du lịch, xúc tiến đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, phát triển giáo dục, y tế, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Qua thảo luận tại hội nghị, hai địa phương thống nhất một số nội dung hợp tác thời gian tới trên các lĩnh vực. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá mặc dù gặp nhiều khó khăn nhất định, song với quyết tâm của hai địa phương, các mặt hợp tác giữa Quảng Nam và Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển của mỗi địa phương. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng hai địa phương cần tiếp tục đánh giá sâu, khắc phục các khó khăn vướng mắc, trên cơ sở đó cùng thống nhất các nội dung kiến nghị với Trung ương để cùng phát triển vùng, nhất là các dự án hạ tầng đô thị giao thông. Chúng ta cần phải có chung tiếng nói và cái cách làm để đề xuất Trung ương, chứ không phải là chỉ là Đà Nẵng hoặc là chỉ là Quảng Nam. Tôi rất là muốn là chúng ta khẳng định cái vai trò của hai địa phương trong cái việc liên kết vùng, bởi vì chúng ta với cái truyền thống rồi với cái tình cảm như tôi nói ở trên, thì hiện nay chúng ta là một trong hai cái địa phương mà có thể là làm tốt được nhất cái vai trò liên kết vùng, bởi vì nó rất là thuận lợi cho chúng ta trong cái việc thực hiện. Thì tôi đề nghị là qua những cái cơ chế chính sách này để chúng ta khẳng định và chúng ta là những cái địa phương kết nối được cái hành lang kinh tế đồng Tây theo đúng cái mục tiêu phát triển của Trung ương. Vấn đề thứ hai là tôi đề nghị là nghiên cứu định hướng trong quy hoạch phát triển của hai địa phương. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các chương trình hợp tác cần thể hiện với các sản phẩm cụ thể. Ban Thường vụ hai địa phương giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân hai địa phương xây dựng chương trình phối hợp, đồng thời tạo cơ chế để sở ngành đơn vị chủ động đề xuất các nội dung phối hợp. Chương trình hợp tác cần bổ sung thêm một số vấn đề cụ thể. Thứ nhất là chúng ta tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quy chế về đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng. Cái thứ hai nữa là tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung cái liên kết hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực y tế. Tôi thống nhất là cái việc liên kết về kinh tế đêm giữa hai địa phương. Cái thứ ba nữa là trao đổi cái kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm trong cái công tác xây dựng đảng như tôi nói ở bên trên. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường bày tỏ phấn khởi với những kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, đồng thời thống nhất với các trao đổi đề xuất tại hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đề nghị hai bên cần tiếp tục hỗ trợ tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa để cùng nhau phát triển. Chúng ta sẽ cùng chung đề xuất với Trung ương một cơ chế có chính sách và có chung một tiếng nói. Đặc biệt là cơ chế để cho vùng kinh tế trọng điểm phát triển, cho về vấn đề đầu tư kết cấu hạ tầng, các dự án trọng điểm, thống nhất là tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng giữa tỉnh, rồi là trao đổi kinh nghiệm, kể cả công tác xây dựng đảng, đoàn thể. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đề nghị Đà Nẵng hỗ trợ Quảng Nam trong chuyển đổi số, đề nghị hai địa phương tăng cường hợp tác hơn nữa trong phát triển du lịch, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, khớp nối hạ tầng giao thông. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng cho biết Quảng Nam sẽ tích cực phối hợp với Đà Nẵng trong đảm bảo an ninh nguồn nước. Dự báo là đến 2030, 2050 dân số Đà Nẵng bao nhiêu, sử dụng nước bao nhiêu, thì chúng ta có một cái chiến lược. Thì từ cái chiến lược đó, Quảng Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho nó cân đối nguồn nước,
Báo cáo với các đồng chí thì tỉnh Quảng Nam cũng đã tiếp tục xúc tiến với kiến nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng một số hồ ở trên sông Côn để dự trữ nước khi có hạ du quá là nó thiếu là sẽ bổ sung. Tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ký kết chương trình hợp tác phát triển trong thời gian đến với quyết tâm phát huy thế mạnh, lợi thế của mỗi địa phương để tiếp tục cùng nhau hợp tác phát triển.